Mọi người ơi, ai tò mò cặp xì tin này đã đi đâu làm gì thì đừng bỏ qua cái video này nhé. Họ đang ở khách sạn 5 sao Đà Nẵng 7 ngày nè, rồi còn đi chụp hình cưới và làm nhiều điều thú vị lắm. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên bikini bắt đầu nhé. Trước mặt rất là nhiều người ngồi xung quanh cái hồ bơi, nhưng cặp đôi này hoàn toàn tự tin không ngần ngại và biểu diễn rất là nhiều cái cảnh mà hấp dẫn, dễ thương như là gái 18. Nói là buồn lắm, không muốn cho ai chửi nữa hết, cho nên nó là không muốn quay phim hay là đưa lên cái gì. Nhưng mà không đúng, toàn nói xạo. Đi lần này có nguyên một đoàn, nguyên một ekip đi theo để quay phim, để đưa lên mạng nè mọi người. Đây, đây là những cô gái làm việc cho họ. Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi ra Đà Nẵng và sẽ ở khách sạn 5 sao. Dự định của chúng tôi là sẽ ở đây trong vòng 7 ngày. Chà, dạ, khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng mà ở tới 7 ngày thì là thật sự rất là giàu đây. Đây là tiết mục biểu diễn thứ hai. Cô dâu 65 tuổi, mặc đầm cưới dài thường thượt, bước đi tung tăng trên bãi cát. Không biết là công ty chụp hình cưới này quảng cáo và tài trợ cho bả, hay là bà thu sao tài trợ cho bả, mà thấy có vẻ làm lố. Trời ơi, cô dâu 65 tuổi mà mặc cái đầm cưới nhìn thấy hấp dẫn chưa các bạn? Ôi trời, mệt không chị Hoa? Chứ em thấy em mệt dữ đó chị Hoa ơi. Hai mươi mấy, ba chục tuổi người ta làm đám cưới, người ta đi quay phim với chụp hình, mà người ta còn mệt chết lên chết xuống. Còn chị 65 tuổi mà chị đi ra nắng chang chang gì, đi hả, biểu diễn hàng cây số như vậy, chị có mệt không chị Hoa? Mà chắc chị không mệt đâu, tại vì chị đang hạnh phúc quá mà, sao chị mệt được. Rồi, 1, 2, 3 action. Rồi, đi hết nổi rồi, chị hết nổi rồi. Trời ơi, cái công ty áo cưới này á, nó dùng hai cái người này để nó quảng cáo cho công ty của nó. Rồi bà này thì hứng thú đi làm trò cười cho người khác. Nhìn thấy mắc mệt không? Đi sao nổi nữa đi, 65 tuổi rồi. Ây da, nhìn cái cảnh lãng mạn này mà choáng luôn các bạn ơi. Coi kìa, oh no. Ây da, lớp trẻ mà nhìn thấy còn thèm nữa, nói chi. À, chị Hoa, nhìn cái nè, mọi người ơi, mấy người trẻ nhìn thấy còn thèm chết luôn được. Chị Hoa nói mình ganh tị là phải rồi. Chị Hoa được như là nàng tiên như thế này mà không ganh tị sao được. Rồi, còn con mụ thu sao này đã cưới 3 năm nay, bây giờ vẫn đu theo để mà chụp hình cưới, để làm nổi tiếng thêm. Coi mà chán chưa? Tại vì 3 năm rồi cho nên nó hả hết nổi tiếng rồi. Giờ thấy chị Hoa đang nổi cho nên nó hả đu theo để làm lố nữa, để được nổi tiếng thêm chút đỉnh. Tại vì bây giờ lâu quá rồi, không có xuất hiện, người ta hết nhớ đến mình rồi. Còn chị Hoa này bây giờ trời ơi, bị cái công ty quảng cáo này hả nó dụ ha. Ra nó chụp chừng trăm kiểu nha, nó hành suốt một tuần luôn. Chụp xong rồi mai mốt về thở không nổi luôn, bệnh luôn. Các bạn thấy làm sao? Có ai ganh tị thì nói cho mình biết nha. Chị Hoa này mà bà đu theo bà thu sao này riết á hen, bà bán cái nhà của bà luôn. Rồi, nhìn đôi trẻ nè, thấy khi có lố không? Ôi giời ơi, ôi trời, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Bởi vậy lẽ ra đó, chị Hoa đó, cái tuổi này rồi có chồng như vậy đó thì ở nhà đi, rồi tận hưởng đi, chứ ở đâu mà nay cái đu theo công ty này quảng cáo, mai cái công ty khác nó mời quảng cáo cái đu theo làm lố 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 lên vậy, chẳng biết làm sao. Mà nếu chịu lố vậy thì ok, đừng có nói buồn, đừng có nói giận gì hết trơn á. Ai nói gì nói kệ người ta, mình cứ sống mà theo cái kiểu của mình đi. Còn đằng này lúc nào cũng lên nói là ta đây buồn lắm, khổ lắm, không ăn không uống, không muốn ai quay phim chụp hình gì hết. Vậy đó, mà ngày nào cũng đi làm lố cho vậy, mọi người thấy làm sao? Chị Hoa này mình không biết là chỉ là thuộc về cái tiếp người như thế nào nữa.
đã 65 tuổi mà sao thấy có vẻ chị khác với lại những phụ nữ khác quá ha. Hay là bây giờ chị lấy chồng mà trẻ như thế này rồi chị hết biết là chuyện gì xảy ra đối với chị luôn rồi hay sao á. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi cái clip của mình. Hy vọng là sẽ có những cái clip mới trong vòng một tuần, cho khi mà họ đang ở khách sạn nè. Có gì mới thì mình đăng lên cho tất cả mọi người cùng theo dõi nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.